Ngày hôm nay khách rất là đông luôn, cho nên là vô sớm quá trời. Thi sẽ có làm món ăn ngon dữ lắm, làm cho nhân viên Thi ăn. Mọi người hãy bước theo chân Thi nha. Thi sẽ làm món ăn kho quẹt. Kho quẹt với tóp mỡ ngon dữ lắm. Thì bữa nay là ngày Chủ nhật mà cho nhân viên Thi ăn tóp mỡ. Mọi người thấy khách đông không ạ? Bây giờ chuẩn bị hết gỏi rồi. Thi sẽ quay phía bên trong cho mọi người xem nha. Món ăn ngày hôm nay là món ăn kho quẹt chung với tóp mỡ với lại tôm khô. Đây là không có thịt nha, tóp mỡ không à. Và đây là rau, rau luộc là Thi làm để ăn. Thì bữa nay nấu canh bầu đó. Rồi thì bữa nay là ngày Chủ nhật rất là đông luôn, cho nên là cho ăn kho quẹt để lấy sức. Và kế tiếp thì ngày hôm nay khách cũng đã đông. Thì mọi người nhìn thấy không ạ? Rất là đông luôn, cho nên bây giờ cũng đã hết gỏi rồi. Thi chuẩn bị, Thi vô đâm gỏi, mọi người hãy đợi Thi trong giây lát nha. Khi mà bước qua Campuchia á, Thi đang nghĩ nè, tỉnh Sihanoukville nó sẽ gần cửa khẩu Hà Tiên hay là gần cửa khẩu gì, mọi người nhớ bấm cho Thi biết nha. Hay là mình đi qua Campot, nó sẽ có hai đường cửa khẩu mà Thi không biết đi cửa khẩu nào. Thì cho nên là một là Hà Tiên, hai là đi qua đường Campot đi qua Hà Tiên. Thì từ mà biển Sihanouk qua Campot tới 2 tiếng đồng hồ lận. Đó, qua Hà Tiên rồi qua đường Việt Nam là đường gì Thi không biết, cho mọi người biết là mọi người comment nha. Ngày hôm nay là ngày Chủ nhật cho nên khách cũng rất là đông đúc. Thì cho nên là bây giờ nhân viên của Thi nó cũng đã tập trung sẵn sàng tới ngày mình chuẩn bị nghỉ rồi. Thì Thi cũng không biết nói gì hơn nữa, bữa nay đông quá à. Cho nên tất cả anh chị em đến mà bãi giữ xe để đầy hết trơn rồi. Đầy 3 bãi luôn rồi đó. Thi sẽ quay sơ ngang không gian quán ngày hôm nay. Thích bạn gái hay bạn trai? Bạn gái chứ. Thích bạn gái hả? Chứ không thích bạn trai hả? Không thích chị hả? Bạn trai chứ chơi chung thôi. Chú biết con lâu chưa? Lâu rồi. Lâu rồi. Nhưng mà lần đầu tiên chú đến quán con, chú đi bao nhiêu người? 10 người. Nhưng mà ngày hôm nay chú chưa từng ăn bao giờ món ăn của con. Bữa nay là chú đến, chú thấy con ở trên mạng à. Mà trên YouTube hả? Trên Facebook? Facebook. Chú coi con có thấy vui không? Vui hả? Năm nay chú được bao nhiêu tuổi vậy? 81 tuổi. 61 tuổi. Nhưng mà lên đây là từ Tây Ninh đến là bao xe? Xe nhà chạy. Xe nhà xe hơi chạy, chú là người lái luôn. Trời ơi, tiện lợi quá ha. Thì ngày hôm nay chú đi 10 người mà có ai lên lầu chưa? Lên lầu hết? Chưa. Nhưng đây là đồ ăn của chú kêu phải không? Là bây giờ chuẩn bị bưng lên lầu. Nhưng mà ngày hôm nay chú đến gặp con như vậy, chú thấy con thực tế hỏi phỏng vấn chú như vậy, chú có thấy vui không? Vui hả? Chú thấy con dễ thương giống hơn cho nó không? Cảm ơn chú nhiều nha. Đặc biệt ngày hôm nay chúc cho chú có một ngày vui vẻ và ăn ngon miệng. Cảm ơn chú rất là nhiều. Dạ, thưởng cho chú ly trà tắc vui vẻ uống chơi. Chú uống thử coi ngon không? Ngon không chú? Ngon hả? Dạ, cảm ơn chú nhiều nha. Rồi thì ngày hôm nay khách cũng đã đến rất là đông đúc luôn. Cho nên là bây giờ gặp được trai đẹp. Ngại không em quay phim? Anh đến từ đâu vậy? Quận 6 gần bên nhà em, sát em luôn hả? Rồi anh biết em lâu chưa? Có lần nào đến quán em chưa? Lần đầu tiên đi với ai vậy? Có vợ rồi. Chết rồi, có vợ rồi. Làm nãy giờ anh tưởng nó chưa có vợ, trong tim em nó hồi hộp. Nó nhảy phịch phịch luôn, tới hồi ôm anh nghe nói có vợ cái muốn bỏ, muốn thả lỏng ra luôn. Có vợ thì khó cua lắm. Đó, làm cỡ nào cũng không kéo đi được. Rồi vợ anh đâu vậy? Trên lầu. Trên lầu rồi, giờ anh kêu đồ ăn chưa? Kêu rồi. Kêu rồi hả? Nhưng mà anh nhà anh gần bên luôn hả? Bán vé máy bay. Trời ơi, vậy bữa nay cho số em đi mua vé máy bay hoài nè trời. Mua vé máy bay đi Hà Nội nè, đi Sapa nè, muốn đi Đà Nẵng chơi nữa nè. Vé nào mà rẻ nhất có bao hai mấy đứa đi. Dụ vé 400-500 ngàn gì đó. Có không? Đi Đà Nẵng Hà Nội này nọ 500 ngàn có không? Giá rẻ nhất 500 ngàn hả? 500 ngàn với giá tàu với máy bay làm gì có 500 ngàn. Có giá nào, có vé đi đâu mà rẻ ở tỉnh Việt Nam của mình á. Bữa nào thì bao 26 để đi chơi coi. Có không? Bữa nào lấy số Zalo em nha, kết bạn nha. Kết bạn với em. Thi Thư giỏi quá trời. Giỏi không? Ôm miếng coi. Ôm chạy có vợ coi. Năm nay được nhiêu tuổi rồi? Ôm 17 tiếng rồi. Năm nay được nhiêu tuổi rồi? 35 tuổi. Trời ơi, có vợ lúc mấy tuổi? Mới cuối năm ngoái. Vậy trước đó chơi BD hả? Thôi cảm ơn anh nha. Chúc anh ăn ngon miệng. Thì ngày hôm nay thì sẽ có món ăn đó chính là bò viên sốt nước chấm Thái. Kêu bò viên lên đường nè. Bò viên sốt nước chấm Thái bữa nay ngon lắm, đậm đặc lắm cái nước này nè, cực kỳ ngon. Và kế tiếp nữa đó chính là bún thái tâm dâm, ăn chung với heo quay, với lại tôm, với lại mực, với lại chả tôm. Thì ngày hôm nay thì rất là vinh hạnh và được vui. Được tất cả anh chị em đến rất là đông đúc, bà con cô bác đến từ các nơi các tỉnh cực kỳ đông. Thì Thi cũng không biết nói gì hơn nữa. Thì cái nơi này là Thi trưng bày thêm nè, những món ăn nè, những đồ sấy khô, tại vì bán đông quá cho nên mình sẽ không trưng bày ra kịp. Đó, cũng rất là vui đi. Order ở đây nè chị.
Rồi thì khách hàng đông quá rồi thì bây giờ thì ngày hôm nay thì sẽ đâm gỏi, trước khi đi ra đây nói chuyện thì phải đâm 20 phần gỏi để đi ra nói chuyện với mọi người, tại vì bữa nay thì mệt quá, thì mất ngủ quá, mà không biết sao ngày chủ nhật lúc nào cũng bị mất ngủ, mà công nhận thời gian bây giờ trôi qua nhanh ghê á, phải không Diễm Hương? Ờ Diễm Hương sao rồi, khỏe không? Ủa sao mặt bữa nay giống gái mà giống Diễm Hương thiệt á. Trời ơi, rồi bữa nay có trang điểm không? Mặt mụn nhiều lắm anh này nha, đánh phấn trang điểm vô. Hả? Biết yêu lâu chưa? Mấy bữa nay bán được không Diễm Hương? Bán được. Được hả? Bán được nhiều không? Rồi Diễm Hương bữa nay có mập lên không? Hay ốm như ốm nhách vậy? Hả? Có đi tập gym không? Bữa nay hơi cứng rồi nè. Thôi, sau đây cũng cảm ơn tất cả mọi người. Sau đây thì sẽ bước lên căn lầu phía bên trên. Thì khách hàng cũng đã đông đúc sớm. Vì lúc mà Thi đến đây là 11:30 là đã đông rồi. Thì bây giờ Thi sẽ vô phía bên trong, Thi gặp tất cả các trai đẹp. Huệ My, Diễm Huệ. Diễm Huệ dán bàn, dán tem. Diễm Huệ này bào dữ lắm. Bào hả, giống như là bài đầu cho Thi làm này làm kia tốn tiền. Diễm Huệ này nè. Đó, nó là chuyên gia bên bào của Thi, bào tiền của Thi, bào từng miếng, từng miếng, từng miếng. Luôn cả cái nhà dán vệ sinh nó cũng bào nữa. Nhiều đây nè mà cũng 50 ngàn nè. Con này nó ăn gì, nó ăn tới mức độ nó ăn hả. Luôn cái nhà dán vệ sinh thì nó cũng không cho nữa con này đó. Nó ghê lắm. Bào ta mòn hết luôn, bào hết mòn hát mòn quần hết. Thì thật ra là nói chung ra cũng rất là vui. Ngày hôm nay làm mấy cái miếng bàn là cho nó đẹp nè mọi người. Dán hết, tại vì Thi không thích màu trắng á. Cho nên Thi nhìn từ từ cái Thi muốn thích màu vàng hết à. Giống như là ước trời muốn cho có những cái gì đó màu vàng xung quanh Thi. Ê, bữa nào làm cái miếng dán, dán lên đây luôn, làm giống gì nè. Dán cái này thử, cái này nè cho nó sạch nè, cái này dơ quá. Thì đặc biệt là nhà vệ sinh ở trên đây cũng có riêng nha mọi người. Ở đây cũng có nhà vệ sinh, ở dưới cũng có nhà vệ sinh. Thì ở trên đây thì nó khác như vậy. Có những hình ảnh của Thi với con Thi ở trên đây. Đó, là Thi trưng bày. Còn ở đây là những cái hình ảnh mà mình đi chơi du lịch đó. Mình để làm một cái sự kỷ niệm để quay cho tất cả anh chị em xem. 72 triệu á mọi người đây nè. Cái màn hình này Thi mua lúc đầu á, Thi định vậy nè. Thi định nó để nhà của Thi á 4m. Rồi Thi để hát karaoke chơi. Với lại Thi nghĩ thôi chắc qua đây bán gọi không được, chắc dẹp tiệm sớm rồi lúc đó đó. Nghĩ qua đây bán 3-4 tháng chắc bán không được là dẹp tiệm. Nghĩ vậy. Cái xong bắt đầu mua truyền hình này để dành kiểu như là mình BD mà. Mình kiếm chai là cái mình mở karaoke cho chai hát. Bán đông hơn chạy hội nữa, cho nên là cũng không có thời gian, cho nên là Thi nghĩ là qua đây bán đông hơn. Thì cũng gắng cố gắng bán mỗi ngày đi. 24 rồi. Rồi có người yêu bạn gái bạn trai gì chưa? Hiện tại đâu có sao đâu, cứ công khai đi, sợ hoài. Toàn thân luôn. Toàn thân luôn. Yeah, toàn thân luôn. Nói chung ra là có bạn trai cũng được, có bạn gái cũng được. Miễn sao chơi hợp lý phù hợp là được. Yeah. Đúng không? Em đó. Em mà cáo anh để tên top nè. Top link. Top. Tưởng đâu top lộ chứ. Vậy hả? Trời ơi dễ thương quá. Chụp đi cơm. Nhưng mà ở đây là bạn hả? Bạn bè. Anh này cũng ngon ha. Thì đi xuống dưới thì ở phía bên dưới rất là đông, cho nên là Thi cũng tranh thủ đi xuống đâm gọi, tại vì bữa nay là ngày chủ nhật cho nên không có bỏ lỡ những khách hàng vô đến đông đúc như thế này. Em là top, còn em này là boss hả? Trời ơi dễ thương quá vậy. Hai người công khai không, come out không? Sao mặc áo giống nhau quá vậy? Ba mẹ biết chưa? Đi bóng kính rồi. Mẹ biết rồi mà ba chưa biết. Rồi ba bắt lấy vợ không? Rồi lỡ ba coi thấy rồi sao? Chắc không thấy đâu. Bắt lấy vợ không? Có bao giờ ba bắt lấy vợ không? Chưa hả? Chắc cũng nghi nghi. Nhưng mà lỡ mà ba biết rồi sao? Ba có chửi em la em không? Mà em có định lấy vợ không? Em lấy trai. Em lấy trai luôn, lấy trong giới mình luôn. Lấy trong giới vui hơn phải không? Hạnh phúc hơn phải không? Sung sướng hơn phải không? Cuộc đời thỏa mãn hơn ha. Nhưng mà em biết lấy người yêu này 1 năm rồi. Em ở chung nhau rồi. Chung sống chưa? Đang ở chung nhà hả? Chưa hả? Có bao giờ mà em nó dẫn em về ra mắt không? Ba má không? Chưa luôn, em cũng chưa dẫn luôn. Vì là hai đứa đang ở chung nhau chưa biết. Rồi lỡ công khai lên ba mét biết rồi sao? Trời ơi, dì ơi, thông cảm giùm con nha, tại vì trong cái giới con vui vẻ, lỡ mà ba mẹ có biết á thì cho ảnh lấy đi không sao đâu. Cứ vui vẻ là được, sống hạnh phúc kiếm tiền là được. Với lại ba mẹ cũng thông cảm nha. Còn nếu mà lấy ai không được á cho lấy con nuôi cho, tháng cho 15 triệu. Dễ thương quá. À. Em đi 6 người chưa đến phải không? Bây giờ em chuẩn bị kêu đồ ăn hả? Nhưng mà em quay phim như vậy em có sợ không? Nếu em sợ thì chị khỏi cần quay. Chị hơi rung hả? Hơi rung. Vậy là nãy giờ chị quay cho chị đăng lên bình thường phải không? Rồi cảm ơn em nha, chúc em gia đình vui vẻ mạnh khỏe khỏe nha. Rồi em vô ngồi đi em. Rồi em gái này đến từ đâu? Tây Ninh. Rồi em đi với ai? Đi với chồng. Đi với chồng. Chồng đâu? Chồng đi ra trước rồi. Rồi có chồng lâu chưa? 3 năm rồi. Chứ chồng ơi mạnh lên lớn lên. Chồng ơi. Chồng ơi, hỏi chồng ơi, vô kêu vô đây come out luôn. Vô đây.
Đây hai vợ chồng vui vẻ, hai người đến từ Tây Ninh hả? Nhưng mà đó giờ có lên truyền hình chưa? Chưa. Có bao giờ come out chưa? Chưa. Chưa. Ba mẹ có biết mình không? Biết. Ba mẹ biết rồi, mà ba mẹ bên đây biết chưa? Biết hết rồi. Hai người công khai ở chung ba má rồi hả? Dạ. Rồi có bao giờ dắt về nhà hết rồi hả? Chuẩn bị đám cưới luôn rồi má. Chuẩn bị đám cưới rồi. Trời ơi, bà liều mạng vậy? Rồi định hai người sống mấy năm rồi? Ba năm rồi. Ba năm rồi. Rồi sống ở đâu? Hai người ở chung chưa? Ở công ty. Công ty. Dễ thương quá. Vậy là hai người từ Tây Ninh chạy xe máy lên đây luôn. Biết chị lâu chưa? Lâu rồi. Lâu rồi. Nhưng mà em hồi đó giờ em có thông báo em chưa bao giờ lên chương trình phải không? Vậy em come out luôn đi. Em come out với bà con cô bác gì đó, thân thiện gần nhà gì đó. Có ai cười chê ba em gì không? Em gửi lời luôn đi. Người ta yêu mến em không? Ở gần nhà cũng yêu mến phải không? Rồi làm việc cũng sống bình thường. Khi người ta gặp em, người ta cứ biết em là vợ chồng thôi. Người ta cũng vẫn chơi với em bình thường. À, em 20 tuổi, em là bao nhiêu tuổi? 24. Cho tên gì vậy? Vũ. Anh Vũ, em tên gì? Linda. Linda. Vũ Linh, Linda. Trời ơi, dễ thương vậy. Rồi nãy giờ em ăn rồi chưa? Rồi. Ăn rồi, ăn gì vậy? Hai phần gỏi. Nhưng mà có bao giờ tính làm con gái mặc đầm luôn không? Nếu mặc đầm bữa nào đầu tài trợ cho ba cái đầm, nhà chị có đầm. Ôi mặc đầm rồi nè. Mà đầm ở nhà bình thường á, đi làm có mặc đầm không hay là mặc quần áo? Không hả? Có thích làm gái luôn không má? Không. Không luôn. Là thích làm kiểu con trai thôi. Rồi hai người ở chung với nhau, anh này làm top, em làm boss. Có bao giờ em thay đổi là em làm top không? Sao cây vậy? Nếu mà chị là chị lấy chồng là chị thay đổi, chị làm top đó. Chị thay đổi qua sen luôn. Chị sẽ tài trợ cho em một bịch bánh kẹp sấy giòn cho hai vợ chồng em về nhai cho lâu hạnh phúc bền lâu. Bánh kẹp sấy giòn của Ti Thi có thương hiệu tên Ti Thi luôn nha. Chúc cho hai em vui vẻ. Và đặc biệt nữa thì cũng chúc cho hai em ở chung với nhau vui vẻ. Thì sau đây chương trình của Ti Thi ngày hôm nay cũng rất là vui. Và được gặp tất cả các trong giới của LGBT của Ti Thi đến quán nhà Ti Thi ủng hộ trong suốt thời gian vừa qua. Những anh chị em đang xem chương trình truyền hình của Ti Thi trực tiếp phát sóng mỗi ngày vào lúc 12 giờ trưa cũng xin chân thành cảm ơn nhớ đăng ký kênh Sprite kênh để có những hình ảnh clip mới mới luôn luôn chia sẻ cho tất cả anh chị em cuộc sống hàng ngày đã. Và đặc biệt nữa, cuộc sống của Thi hàng ngày, những gì mà Thi biết thì đều chia sẻ cho tất cả các quý khách và quý khán giả mỗi ngày đang thích xem và thích lắng nghe chương trình của Thi mỗi ngày. Cũng xin chân thành cảm ơn tất cả các quý bà con cô bác. Kính chúc tất cả các quý bà con bác có một ngày vui vẻ và mạnh khỏe, dồi dào sức khỏe, kiếm tiền thì là nhiều, lâu lâu nhớ đến quán nhà Thi. Và đặc biệt quán nhà Thi hoạt động vào lúc 12 giờ trưa cho đến 22 giờ tối. Tại app Grab Shopee Food tìm kiếm Thi có đầy đủ ship các quận thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn tất cả anh chị em. Em hẹn gặp lại tất cả anh chị em vào chương trình Lít ngày mai. Hey!